cho giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dâm ti ma dâm phạm tê vi sum ra khamat tha yat sa ra ne na sa ha at thang ga sa mam na ga tang u po sa thang ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thân khẩu ý kính thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Quan Hỷ đăng đàn truyền trao tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con, và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Hài Dạ. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào Sĩ Không Mai, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Mê Ta, Sĩ Quyên Mộng, Sĩ Thi An Lạc, huynh về nguồn cội. Làm gì đây, huynh dân Nhật Hà? Alo, quý vị nghe âm thanh rõ ha? Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và bát quan trai giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt Đăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Phật. Đăng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Khang Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Đăng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Sang Khang Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Đăng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Sang Khang Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con em hay lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt Thăng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thăm Măng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Khang Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu Ti Dâm Ti Bụt Thăng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Du ti dâm ti tham măng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Du ti dâm ti sang khang sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm ti bút thăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm ti tham măng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm ti sang khang sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thiệt xa rảnh là khá năng nơi thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Ma na thi ba ta quê ra ma đi sĩ kho bất năng sâm ma dạ mi, con xin với những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na quê ra ma đi sĩ kho bất năng sâm ma dạ mi, con xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp.
Brahmacharya Veramani Sikkhapadam Samadhyami. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự thông dâm mu sa wa da về là mình đi sẽ khó bất năng sa ma diệu mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me ra yama chapa ma đắc hà na về là mình đi sẽ khó bất năng sa ma diệu mi. Còn siêu bao nhiêu điều học là quy chánh xa si dị uống rượu và các chất say quy ca la phu cha nam về là mình đi có bằng sam ma di dạ mi. Còn siêu bao nhiêu điều học là quy chánh xa si ăn sái giờ na chê ghi ta qua ta quy su ca đa sa na ma la gan tha vi le ban tha ra nam man da na vi phu sa na tha na we ra ma ni chi ka ban sa ma di ya mi. Còn si ma ni điều học là quy cha si mu ha thu kèn đường si mu ha nghe đường kèn trang điểm thoa bạc thơm dầu phận và đeo tràng hoa un cha sa ya nam ha sa ya nam quê là mình đi khao bất năng sa ma di dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Ta na ti ta ta quê là mình đi sikha ta đăng sa ma di dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina da na về ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya ni. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aparamacariya về ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya ni. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thâm dâm. Musawada về ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya ni. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura-me-ra-ya-ma-chap-pa-ma-đat-tha-na We-ra-ma-ni-si-kha-pa-đăng-sa-ma-hi-ya-ni. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Vi-ka-la-pho-cha-na We-ra-ma-ni-si-kha-pa-đăng-sa-ma-hi-ya-ni. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nacchita wa dita wisu kadasana mala gantha vile panatha dana mang dana wifu sanatana veramani sikha padang sama iyani. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn, đờn sen múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm, thoa vật thơm, dòi phấn, đeo tràng hoa. Uccha sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang atthang gassamang magatang vuthap bành nhã tăng u bồ sa thăng y mạnh cha rắp tình y mạnh cha đi qua sẵn sam ma đề qua a phi rắc khi tâm sa ma đi già ma. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu ra được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani athasika badani upo sata sila wasena iman charating iman jadi wasang sa tukang katuang apamade nasamarak hitapang
Chư Phật tử sau khi trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng nguyện dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Xì lê na su vi tinh doanh tị, xì lê na phô khắc sâm bát đài, xì lê na ni phu tinh doanh tị ta sĩ mai, xì lăng vị số thác dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú sa thú lành thay, dạ con kính tri ân sư đã truyền tâm quy và bát quan trai giới đến đạo tràng chúng con. Trước đây con xin lập phần sám hối Phật pháp tăng. Uttamange na vande hằng pa da tam sum wa uttamang Buddhe yo kalito do so Buddho khama tu tăng ma năng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứ xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng thamman cha vi thằng qua rằng thamme yo kalito do so thammo khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứu sinh pháp bảo xá lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng sanghang cha du vi thotta mang sanghe yo kalito do so sangho kama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng nức đến cho ngài Chí Đức, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Sa rat miên mê bút tha sê thô sa ri bút tô cha đắc khi nê wa ma ang sê mok ga la nô bù ra tô bi đắc ga tê yang bạc chí mê ma ma a nan đô kỳ na sa wa cha tùn đi sa cha man ta. Lokabala chinda deva sa brahmakai te sanga nupave na sape khaya upatava neka antaraya pivinasantu ase. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt xá lợi phất và trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán đế thích lãng phạm thiên do a lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Te atharatha sukhitao runaha putasa chane aroga sukhitao tasaha sabbe. Hị nhà tị phiên tổ, xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo cầu. Xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú lành thay, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến chiến thắng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tâm bảo từ nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện phải chung khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn thông giải đại, nguyện giao đạo quả sớm viên thành. Akasattha chakumattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang
sa na a ca sát tha cha phun ma tha đề hoa na ga na hiếp thi ca phun nhân no anu mô đàm tu chi răng rác tham tu no ga ru a ca sát tha cha phun ma tha đề hoa na ga na hiếp thi ca phun nhân no anu mô đàm tu chi răng rác tham tu nhà ta vô a ca sát tha cha phun ma tha đề hoa na ga na hiếp thi ca phun nhân no anu mô đàm tu chi răng rác tham tu pa ni no a ca sát tha cha phun ma tha đề hoa na ga na hiếp thi ca phun nhân no anu mô đàm tu chi răng rác tham tu no sa đa văn kinh chi cú sa la cầm năng cách tất đăng chi ri văn ma na ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sanh ni no a thi ye cha sát ta a sanh ni no ca tăng phun nha pha lăng mây hằng sát đề sa di sa hoàn tu tề ye tăng ca tăng suy đi tăng đi năng phun nha pha lăng ma ya ye cha tất tha na cha nam ti đề hoa gặm tòa ni huệ đa dùm sát đề lô cầm ni ye sát ta chi quan ta ha cha hệ tu ca ma nun nhân phổ cha năng sát đề la phạm tu ma ma chê ta sa ti y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta tu nha ta vô cầu mong phước thiện này đến thành tựu đến thiện hữu chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài, nguyện thân nhân quá vãng thử công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta nô phùn nhàn à sa quá kha già quá hằng hồn tú, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Mê phun nhân nếp đà ná xá tắp cha dồ hồ tú, mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ chư ân ngài chư đức lần nữa đã từ bi quan hỷ mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy và bát quan dạ trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính chư ân ngài, chúng con thành kính chư ân quý sư và quý cô tu nữ đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì bát quan trai giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức, con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài vui tiến hóa trong giáo pháp vô tin để xin được phát sanh trí tuệ tu tập tiến đến đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá và thời kinh tam bảo và thọ trì tam quy ngũ giới đa hoàn mãn. Con kính dâng nhất đến sư trí đức để ngài giảng kinh pháp cú ngày hôm nay và con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Xin chào cô tu nữ như pháp, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 119. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thù ma hê si á răng thất thà gá tù lù bú tà mù sá phá gá rù hí chịt thất lù cá sá sá thà chá na đầm mắc phù quý đồ hoàn đà má hành tăng ná ra phù chá này giác tăng Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng,
thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, từ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giá tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa vi nà ca rô cô sáp và nhu bút thấp bất tí phù tí sành nhá tổ hoàn đà mở hành tăng ná rắc phù. Cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan, lầm lạc dũng sinh, đại diện Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thổ su ca ta sa sa quốc cô thích kha su ca mô quá ra thầm ma sĩ kha cô nin đà bất sang sa di a na đa rô quá rô quan đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tam học môn rõ đê mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 119. Alo, âm thanh quý vị nghe vừa phải hay là lớn quá hay là nhỏ quá? Quý vị nghe âm thanh vừa phải hay là to quá? Vừa ha, rồi, xa thủ, xa thủ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 119. Bà Bồ Bí Bát Sa Ti Phát rằng, Bà Bồ Bí Bát Sa Ti Phát rằng, Bà Bồ Bí Bát Sa Ti Phát rằng. Câu số 2. Ya Wa Bà Bằng Na Bát Ti, Ya Wa Bà Bằng Na Bát Chạ Ti, Ya Wa Bà Bằng Na Bát Chạ Ti. Bây giờ chúng ta ôn cả hai câu này. Bà Bồ Bí Bát Sa Ti Phát rằng, Ya Wa Bà Bằng Na Bát Chạ Ti, Bà Bồ Bí Bát Sa Ti Phát rằng, Ya Wa Bà Bằng Na Bát Chạ Ti, Bà Bồ Bí Bát Sa Ti Phát rằng, Ya Wa Bà Bằng Na Bát Chạ Ti. Câu 3, câu 4. Ya Đà Cha Bát Cha Ti Bà Bằng, Ya Đà Cha Bát Cha Ti Bà Bằng, Ya Đà Cha Bát Cha Ti Bà Bằng. Và câu 4. A Tháp Bà Bồ Bà Bà Ni Bát Sa Ti, A Tháp Bà Bồ Bà Bà Ni Bát Sa Ti, A Tháp Bà Bồ Bà Bà Ni Bát Sa Ti. Ôn lại câu 3, câu 4. Chưa xong thì hết chiếc mấy tay đưa tay liền ha. Làm rối độ hình tiền tử ha. Ôn lại câu 3, câu 4. Ya Đà Cha Bát Cha Ti Bà Bằng, A Tháp Bà Bồ Bà Bà Ni Bát Sa Ti, Ya Đà Cha Bát Cha Ti Bà Bằng, A Tháp Bà Bồ Bà Bà Ni Bát Sa Ti, Ya Đà Cha Bát Cha Ti Bà Bằng, A Tháp Bà Bồ Bà Bà Ni Bát Sa Ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên cả bài này và cách đọc như thế nào cho ổn. Bà Bồ Bí Bát Sa Ti Bát rằng, Ya Wa Bà Bằng Na Bát
Chati yada chabat chati ba bang athaba bo ba ba nipasati ba bo vipasati phantrang yawa ba bang napat chati yada chabat chati ba bang athaba bo ba ba nipasati ba bo vipasati phantrang yawa ba bang napat chati yada chabat chati ba bang athaba bo ba ba nipasati. Vậy thì câu này đọc mà chúng ta cảm thấy rằng ổn định thì đọc một hơi, còn không thì cuối câu số 2 nó là một đoạn âm thì quý vị có thể nghĩ tự do. Và nghĩ tự do bất cứ nơi một trường âm nào, quý vị có thể đọc hai hơi. Nhưng mà đọc hai hơi thì không phải nghĩ cuối câu số 2, mà có thể chạy qua câu số 3. Bát chát tí giá đà, bát chát tí giá đà. Quý vị có thể dừng chữ giá đà. Đoạn âm chúng ta đọc một hơi thì nghe ổn định, còn đọc hai hơi thì quý vị phải dừng lại nơi trường âm. Mà trường âm không có cuối câu số 2 thì quý vị phải tự giải quyết lấy ha. Còn lại ba bồ bi bát sa ti phát rằng già quá ba bằng na bát cha ti giá đà cha bát cha ti bà bằng a tháp bà bồ bà bà ni bát sa ti. Như vậy là cái cách đọc về trường âm đoán âm ha. Rồi bây giờ qua giọng kệ. Ba bô bi ba sa ti phan trăng ya wa ba bang na ba cha ti ya na cha ban ti ba bang a tha ba bô ba ba ni ba sa ti. Ba bô bi ba sa ti phan trăng ya wa ba bang na ban cha ti ya na cha ban cha ti ba bang a tha ba bô ba ba ni ba sa ti. Ba bô bi ba sa ti phan trăng ya wa ba bang na ban cha ti ya da cha ba cha ti ba bang a tha ba bo ba ba ni ba sa ti. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Rồi mến chào cô tu nữ Tuệ Duyên vừa đến với pháp hội. Chị mời chị Mê Ta, chị Kim, chị Kim Nhung, chị Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tị Duyên, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 119 ạ. Ba bồ bi ba sa ti phát rằng già quá ba bằng na bát cha ti già đà cha bát cha ti bà bằng a tha bà bồ bà bà ni bát sa ti. Và con xin phân tích ba bô là hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, bát trường âm nhấn, sa tí hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, bắt
trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm. Ba bồ bi ba sa ti phát răng già quá ba bằng na ba chá tí. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Giá đoạn âm đa trường âm thông thường, giá đoạn âm bát trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá hai đoạn âm, ba bô hai trường âm thông thường, ba ba hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, gia đà cha bát cha tí ba bằng á thá ba bô ba ba ni bát xá tí. Và con xin đọc lại hết bài. Ba bồ bi bát sa ti phát răng gia quá ba bằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti ba bằng a tha ba bồ ba ba ni bát sa ti. Ba bồ bi bát sa ti phát răng gia quá ba bằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti ba bằng a tha ba bồ ba ba ni bát sa ti. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà Bồ Bi Bát Xà Ti Phát Răng Dạ Hoa Ba Băng Nà Bạch Cha Ti Dạ Đã Cha Bát Chà ti ba băng a tha ba bô và ba ni bát sa ti. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 119. Trời ơi, bữa nay mới đi chợ gì đó. Đọc lẹ lẹ ra, nhìn đồ vô nữa. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 119. Bà Bồ Pi Tát Sa Ti Pa Rằng, bà bồ pi phát sa ti pa rằng già quá bà bằng na phát cha ti gia đà cha phát cha ti bà bằng a sa bà bồ bà bà ni phát sa ti. Bà bồ pi phát sa ti pa rằng già quá bà bằng na phát cha ti gia đà cha phát cha ti bà bằng a sa bà bồ bà bà ni phát sa ti. Phân tích câu 1 và câu 2. Bà bồ hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, tát trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm, thá trường âm nhắn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, gia trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, thát trường âm nhắn, chá giá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Bà bồ pi tát sa ti rằng già quá bà bằng na phát cha ti gia đà cha phát cha ti bà bằng a tha bà bồ bà bà ni tát sa ti. Phân tích câu số 3. Giá đoạn âm, già trường âm thông thường, chá đoạn âm, bát trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, á thá hai đoạn âm, ta bồ ba ba bốn trường âm thông thường, ní đoạn âm, bát trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và cha kệ. Giá đà cha phát cha ti bà bằng ác sa bà bồ bà bà ni phát sa ti.
Ta bồ phi tha sa ti pha rằng già quá pha phần na phát cha ti gia đà cha phát cha ti pha bằng ác ta bà bồ bà ni pha sa ti bà bồ phi tha sa ti pha rằng già quá pha bằng na phát cha ti gia đà cha phát cha ti pha bằng ác ta bà bồ bà ni pha sa ti bà bồ bi pa sa ti pa rằng ya wa ba bằng na pa cha ti ya da cha phật cha ti pa bằng ác ta ba bồ ta ba ni pa sa ti bà bồ bi pa sa ti pa rằng ya wa ba bằng na pa cha ti Ya da cha phật cha ti pa bằng ác ta ba bồ ta ba ni pa sa ti người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu hết rồi đó rồi mà thư thấy con có sai gì không thư khởi động con mắt con lò quá đi ngoài trời nắng vô càng nhem nhem quá Thư gia đình quý có thấy tư thái gì không cho tôi biết nha. Trời có một người cho vỗ tay vỗ chân hai người đủ rồi. Dạ con xin cảm ơn sư và các quý vị đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Con mời hình như cô Kim Dung tới không? Dạ xin mời quý vị kế tiếp. Dạ alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn số 119. Dạ cảm ơn chị Kim, cảm ơn Hồng Mai và Tina cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc. Pa po pi pa sa ti pha trang ya wa pa bang na bai cha ti ya da cha bai cha ti pa bang a tha pa po pa ni pa sa ti Pa po bi pa sa ti pha trang ya wa pa bang na bai cha ti ya da cha bai cha ti pa bang a tha pa po pa ni pa sa ti Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích. Pa po là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, pang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Ba po pi pa sa ti phát rằng ya wa pa pang na ba cha ti. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là âm, bách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, pa là trường âm thông thường. Băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, phá là hai đoạn âm. Pa, po là hai trường âm thông thường. Pa, pa là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Pas là trường âm nhấn. Xá, tí là hai đoạn âm. Cha đà, cha bách, cha ti pa, băng, á tha pa, po, pa, ni pa, sa ti. Pa po bi pa sa ti pha rang ya wa pa bang na ba cha ti ya da cha ba cha ti pa bang a tha pa po pa ni pa sa ti Pa po bi pa sa ti pha rang ya wa pa bang na ba cha ti Ya da cha bách cha ti pa băng a tha pa po pa pa ni pa sa ti Pa po pi pa sa ti pha răng ya wa pa băng na bách cha ti Ya da cha bách cha ti pa băng a tha pa po
người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư. Cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào quý anh chị em trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Cảm ơn Tina. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 119. Papo pipasati patang yawa papang napat chati yada chapat chati papang atha papo papani pasati. Papo pipasati patang yawa papang napat chati yada chapat chati papang atha papo papani pasati. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Pa, po là hai trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Pas là trường âm nhấn. Xá, tí, hai đoạn âm. Pas là trường âm nhấn. Trăng là trường âm đọc theo giọng âm. Gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, păng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Pa po pi pa sa pi pa trăng gia quá pa păng na tách chá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tất là trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, pa là trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá hai đoạn âm, pa po pa pa là bốn trường âm thông thường, ní là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, gia đà cha pát cha tí pa pang á thá pa po pa pa ni pa sa tí. Nhà con xin đọc lại câu pháp cú số 119. Pa po pi pa sa ti pa trang ya wa pa pang na pat cha ti ya da cha pat cha ti pa pang a tha pa po pa pa ni pa sa ti. Pa po pi pa sa ti pa trang ya wa pa pang na pat cha ti ya da cha pat cha ti pa pang a tha pa po pa pa ni pa sa ti. Dạ con xin kệ. Pa po pi pa sa ti pa trang ya wa pa pang na pang cha ti ya da cha pang cha ti pa pang a tha pa po pa pa ni pa sa ti. Pa po pi pa sa ti pa trang ya wa pa pang na pat cha ti ya da cha pan cha ti pa pang a tha pa po pa pa ni pa sa ti. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai kính xin sư Trí Đức chỉnh sửa giùm con. Chính mong đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con cảm ơn sư Trí Đức đã post bài. Cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ xin mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ sa thú lần thầy. Cảm ơn sư Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ cô Như Pháp và kính chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ Tuệ Duyên xin đọc kinh pháp cú phân tích câu pháp cú chạy đã mất tiêu. À,
Dạ, cho con xin bài học ạ. Không biết Ngài Tư Đức có cho bài học không? Đó mất tiêu rồi. Quý đạo hữu có iPod bài được. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc và phân tích. Kéo xuống nè. Không biết kéo. Dạ, bây giờ tự nhiên xin phân số kinh Pháp Cú số 119. Ba bồ bi ba sa ti pa rằng và qua ba bằng na ba cha ti ya đà cha ba cha ti pa bằng a tha pa bồ ba ba ni ba sa ti ba bồ bi ba sa ti pa rằng và qua ba bằng na ba cha ti ya đà cha ba cha ti pa bằng a tha pa bồ ba ba ni ba sa ti. Ba bồ, hai trường âm thông thường, bí, đoạn âm, pas, trường âm nhấn, xá tí, hai đoạn âm, pas, trường âm nhấn, răng, trường âm giọng nguyên âm, gia, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, ba, trường âm thông thường, băng, trường âm giọng nguyên âm, ná, đoạn âm bát trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm đoạn ba và bốn giá đoạn âm đa trường âm thông thường chá đoạn âm bát trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm ba trường âm thông thường băng trường âm giọng nguyên âm á thá hai đoạn âm ba bô ba ba bốn trường âm thông thường ní đoạn âm bát trường âm nhấn xá tí hai đoạn âm ba bô bi ba sa ti pa rằng và qua ba bằng na pa cha ti cha đà cha ba Pachati bằng athapa po pa pa nipat sati. Bây giờ thì em xin kệ. Xích Kim hỏi hôm nay kệ kiểu gì vậy? Dạ, bây giờ để thì kệ nha. Ngẫu hứng kệ. Ba bồ bi ba sa ti pa rang ya wa ba bang na ba cha ti ya da cha ba cha ti pa bang a tha pa bo pa pa ni ba sa ti ba bo bi ba sa ti pa rang ya wa ba bang na ba cha ti ya da cha pa cha ti pa bang a ta ba bo pa pa ni ba cha ti. Người ác thấy là hiền, khi ác chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, Tị Duyên đã phân tích, nếu có sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ Tị Duyên thấy tín hiệu của Giang Nhật Hạ. Dạ, kính mời Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú 119 ngày hôm nay ạ. Dạ, con... Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài. Ba bồ bi ba sa ti phát rằng già quá bà bằng na ba cha ti gia đà cha ba cha ti bà bằng a tha bà bồ bà ni ba sa ti
Ba bo pi ba sa ti phat rang ya wa ba bang na pat cha ti ya da cha pat cha ti ba bang a tha ba bo ba ba ni ba sa ti. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ba bo bi ba sa ti phat rang ya wa ba bang na pat cha ti. Ba bo là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, pát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Ba bồ bi pát sa ti phát rằng già quá bà bằng na pát cha ti. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Gia đà cha pát cha ti bà bằng a tha bà bồ bà bà ni pát sa ti. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, cha ti là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, thá là hai đoạn âm, ba, bô, ba, ba là bốn trường âm thông thường, ní là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Gia đà cha bát cha tí bà bằng á thá bà bồ bà bà ní bát xá tí. Nhà con xin đọc lại ạ. Ba bồ bi bát sa ti phát rằng già quá bà bằng na bát cha ti ya đà cha bát cha ti bà bằng a tha bà bồ bà bà ni bát sa ti. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba bo bi ba sa ti phat rang ya wa ba bang na bat cha ti ya da cha pat cha ti ba bang a tha pa bo ba pa ni ba sa ti. Ba bo bi ba sa ti phat rang ya wa ba bang na bat cha ti. Ya da cha pat cha ti ba bang a tha ba bo ba ba ni pa sa ti. Dạ, con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Con cảm ơn cô Kim Dung đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, dạ, cho con hỏi đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Dạ, dạ, cho con xin phép đọc câu kinh Pháp Cú số 119. Ba bồ bi ba sa ti pha ram ya pha rằng ya ba ba bằng na pa cha ti ya da cha pa cha ti ba bằng a tha ba bồ ba ba ni ba sa ti. Ba bồ bi ba sa ti phat ram ya ba ba bằng na pa cha ti ya da cha pa cha ti ba bằng a tha ba bồ ba ba ni ba sa ti. Con xin phân tích cách đọc câu số 1 và câu số 2. Ba bồ bi ba sa ti phat ram ya ba ba bằng na pa cha ti. Ba bồ là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn,
Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia là trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná là đoạn âm. Bách là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Gia đà chá bát chá tí ba băng á tá ba bù ba ba ní bát sá tí. Giá là đoạn âm. Đa là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Bắt là trường âm nhấn. Chá tí âm. Ba bù ba ba là 4 trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Bát là trường âm nhấn. Sá tí là 2 đoạn âm. Con xin đọc lại nguyên bài. Ba bồ vi bát sa ti phát rầm và ba ba bằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti ba bằng a tha ba bồ ba ba ni bát sa ti. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới ác. Dạ con xin phép kể thử. Ba bô vi bát sa ti pa ram ya ba ba bang na bát cha ti ya da cha bát cha ti ba bang a tha ba bô ba ba ni sa ti. Dạ con xin hết, con có sai chỗ nào xin đạo tràng sửa chữa giùm cho con. Và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 119. Ba bồ phi phát sa ti phát trăng ya wa ba bằng na bát cha ti ya đà cha bát cha ti ba bằng a tha ba bồ ba ba ni phát sa ti. Ba bồ phi phát sa ti phát trăng ya wa ba bằng na bát cha ti ya đà cha bát cha ti ba bằng a tha ba bồ ba ba ni phát sa ti. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ba bồ phi phát sa ti phát trần ya wa ba bằng na bát cha ti. Ba bồ hai trường phí đoạn âm, phát trường âm nhấn, sa ti hai đoạn âm, phát trường âm nhẫn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, bát trường âm nhẫn, chá tí hai đoạn âm. Ba bồ phi pa sa ti phát răng gia quá ba băng ná bát chá tí. Câu 3 và 4. Gia đà chá bát cha ti ba bằng a tha ba bồ ba ba ni pa sa ti. Giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm, bát trường âm nhẫn, chá tí hai đoạn âm. Ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á hai đoạn âm, ba bồ hai trường âm thông thường, ba ba hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, phát trường âm nhẫn, xá tỷ hai đoạn âm. Gia đà cha phát cha ti bà bằng a tha bà bù bà bà ni phát sa ti. Bà bù phi phát sa ti phát rằng gia quá bà phát cha ti gia đà cha phát cha ti bà bằng a tha bà bù bà bà ni phát sa ti. Người ác thấy là hi ác chưa chỉnh mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pa bu pi pan sa ti phan trăng ya wa pa pang na pan cha ti ya da cha pan cha ti pa pang a tha pa bu pa pa ni pan sa ti. Pa po pi pan sa ti phan rang ya wa pa pang na pan cha ti ya da cha pan cha ti pa pang an tha
pa bu pa pa di pat sa ti. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân ngài và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính lễ chư tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 119. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Ba bồ biết bát chát ti phát rằng già quá bà bằng na bát chát ti giá đà cha bát chát ti bà bằng a tháp bà bồ bà ni bát chát ti. Ba bồ biết bát chát ti phát rằng già quá bà bằng na bát chát ti. Ba bồ là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nghiêng âm, gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nghiêng âm, ná là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Gia đà cha bát cha tí bà bằng a tháp bà bồ bà ni bát cha tí. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, trường âm nhấn. Giá tí là hai đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Băng là trường âm đọc theo giọng nghiêng âm. Á thá là hai đoạn âm. Ba bô là ba bô ba ba là bốn trường âm thông thường, ní là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Ba bô biết bát sa tí phát rằng già quá bà bằng nắp bát sa tí chá tí gia đà chá bát cha tí bà bằng a tha bà bồ bà ni bát cha tí bà bồ bi bát cha tí phát rằng già quá bà bằng nắp bát cha tí gia đà cha bát cha tí bà bằng a tha bà bồ bà ni bát cha tí. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Thì con xin kể. Ba bi bát cha ti pha rằng già va ba băng na ban cha ti già đa cha bát cha ti ba băng a tha ba bố ba ba ni ba sa ti. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong. Con có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô
tu nữ có tạ duyên và cô tu nữ phúc hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Phật cú. Cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài 119. Bà Bồ Bi Sát, con xin sám hối. Con xin đọc lại. Bà Bồ Bi Bát Sát Ti Phát Đằng Hòa Phát Rằng Ra Hòa Bà Bằng Na Bích Cha Ti Gia Đà Cha Bách Cha Ti Bà Bằng A Thổ Bà Bồ Bà Bát Sát Ti Bà Bồ Bát Sát Ti Phát Rằng Gia Hòa Bà Bách Cha Ti Gia Đà Cha Bách Cha Ti Bà A Thổ Bà Ni Bát Sa Ti. Phân tích câu 1 và câu 2. Bà Bồ Bi Ba Sa Ti Phát Gần Gia Hòa Bà Bách Cha Ti. Bà là Bà Bồ là trường âm thông thường, bí đoạt âm. Phát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Phát trường âm giăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia là trường âm thông thường, là đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, là đoạn âm. Bách là trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Bà Bồ Bi Bát Sa Ti Phát Rằng Già Qua Bà Bằng Na Bách. Câu 3 và câu 4. Gia Đà Cha Bách Cha Ti Bà Bằng A Thổ A Tha Bà Bồ Bà Ni Ti. Diện âm đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bắc là chữ âm đọc sát giọng nguyên âm, đoạn âm thá đoạn, á thá là hai đoạn âm, ba bô là hai trường âm, ba ba là hai trường âm thông thường, lý là đoạn âm, bát là chữ lá, tí là hai đoạn âm. Bách chất bà bằng a tha bà bồ bà ni bát sa thị. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Bà bồ bi bát sa ti phát rằng gia hòa bằng na bách cha ti gia đà cha bách cha ti bà bằng A tha bà bồ bà ni bát sa ti. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi người mới thấy thượng. Bà bồ bi bát sa ti phát giang già quá ba băng Na Bách Cha Ti Gia Đà Cha Bách Cha Ti Ba Bằng A Ta Ba Bồ Ba Hi Bát Sa Ti. Bà Bồ Vi Bát Sa Ti Phát Chăng Gia Qua Ba Bằng Na Ti Gia Đà Cha Bách Cha Ti Ba Bằng A Ta Ba Bồ Ba Ni Bát Sa Ti. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời cô, con kính dâng mic đến cô tu nữ Tuệ Duyên. À, con xin sám hối là con kính thỉnh đại đức ạ.
lên ôn bài câu pháp cú cùng đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú, câu số 119. Pa po pipa sati phát rằng ya wa pa pang napak chati yada chapak chati pa pang athapa po pa pa nipa sati. Người ác thấy người ác chín mùi, chín mùi người ác mới thấy ác, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Pa po pi pa sa ti phat rang ya wa pa pang na pa cha ti ya da cha pa cha ti pa pang a tha pa po pa pa ni pa sa ti. Pa po pi pa sa ti phat rang ya wa pa pang na pa cha ti ya da cha pa cha ti pa pang atak papo papani pasati. Papo pipasati fakrang yawa papang napak jati yada japa jati papang atak papo papani pasati. Dạ con xin hết ạ. Kính mời người tiếp theo ạ. Kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, xa thú Đại Đức Tuệ Đức đã kết thúc phần ôn lại câu Phật ngôn 119. Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề tự vấn của câu Phật ngôn 119. Về giọng đọc thì quý vị rất là tuyệt vời, không có vị nào sai sót. Mà quý vị đọc rất là tự tin ha. Sĩ quan thanh sức khỏe không được tốt ha, nhưng mà vẫn tham gia nhiệt tình trong cái vấn đề học hỏi. Đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Câu đầu tiên, ba bồ bi ba sa ti phát rằng, câu đầu tiên có ba từ ha, chữ ba bồ bi do hai từ, tức là chữ ba bồ cộng với bí. Ba bồ do cái từ ba bá, ba bá là một danh từ nam tính, akran tapung linga, và ba bá được đứng làm chủ từ số ít, bà tham á ekavachana vị pháp tí, cho nên ba bá biến thành ba bồ. Ba bồ là việc xấu, việc ác. Việc xấu, việc ác. Rồi cộng cái chữ ác tí, cộng chữ ác tí thì thành ra ba bồ bí. Chữ bí này có nghĩa là ngay cả. Ngay cả. Vậy thì ba bồ bí, ngay cả việc ác, ngay cả việc xấu, ngay cả việc ác, ngay cả việc xấu, ba bồ bi. Rồi cái động từ passati,
do căn ngữ đích. Đây là một động từ số ít, có nghĩa là thấy. Pasati là thấy, và chúng ta hay thấy cái từ thiền chỉ là samatha, thiền quán là vipassana. Thì chữ passana này á, cũng do cái chữ pasati này mà ra. Rồi chữ phát trần, phát trần do cái từ phát trá, nó là một danh từ trung tính akrantanapumsakalinga, và phát trá được chia theo đối cách số ít đối tỷ giáo vì phát thi ekavacana, cho nên phát trá biến thành phát trần. Phát trần là việc lành, việc tốt. Phát trần là việc lành, việc tốt. Tiếp theo câu số 2, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Ya wa ba bằng na bát chà ti. Ya wa ba bằng na bát chà ti. Chữ ya wa. Ya wa có nghĩa là khi nào. Rồi, ba băng là việc xấu, việc ác, do cái từ ba pháp. Đây là cách chia thứ hai. Đối tỷ giao với phát tiê câu trẻ nát, ba ba biến thành ba băng, việc xấu, việc ác. Nát là không. Rồi, bát chà tí là nấu chín, động từ nấu. Ở đây nạp bát chà tí tức là không nấu, không nấu thì được dịch là chưa chín mùi ha. Không nấu thì sao chín? Không nấu ở đây dịch là chưa được chín mùi. Bởi không nấu rồi củi lửa đâu mà chín được. Rồi, bây giờ câu 1, câu 2 ha. Bà bồ bí bát sá tí phát đằng già quá bà bằng ná bát chà tí. Câu 2. Bà bồ bí bát sá tí phát đằng già quá bà bằng ná bát chà tí. Người làm ác cũng gặp được điều lành. Khi nào việc ác chưa được chín mùi. Người làm ác cũng gặp được điều lành. Khi nào việc ác chưa được chín mùi. Đó là ý nghĩa của hai câu này. Câu số 3. Yết đà cha bát cha ti bà bằng. Yết đà cha bát cha ti bà bằng. Chữ cha đà, yết đà là cho đến khi nào. Cho đến khi nào. Và cha. Cha có nghĩa là và ha. Và cho đến khi nào. Bát chà tí là chín mùi. Bát chà tí là nấu chín ha. Ba băng là việc ác. Ba băng là việc ác. Rồi tiếp theo câu số 4. Athabba bồ bà bà ni bát sa ti. Athabba bồ bà bà ni bát sa ti. Chữ atha là khi ấy. Atha là khi ấy.
Ba Bồ là người làm việc ác. Ba Bồ là người làm việc ác. Ba Ba Ni. Ba Ba Ni cũng do từ Ba Ba, nhưng mà ở đây được chia theo đối cách số nhiều. Đối tỷ giá quy pháp ti bà hú quá chẳng hạn. Ba Ba Ni là những việc xấu, các điều ác. Những việc xấu, các điều ác. Rồi, Passati là thấy được hoặc là gặp được. Rồi, vậy thì câu 3, câu 4. Yadda chapat chati ba bằng athaba bo ba ba ni passati. Yadda chapat chati ba bằng athaba bo ba ba ni passati. Cho đến khi việc ác được chín mùi, khi ấy người làm ác gặp những điều xấu xa. Cho đến khi việc ác được chín mùi, khi ấy người làm ác gặp những điều xấu xa. Đó là ý nghĩa câu 3, câu 4 ha. Câu số 3, câu số 4. Cho đến khi việc ác được chín mùi, khi ấy người làm ác gặp những điều xấu xa. Chữ gặp đây có nghĩa là bát sa tí, là thấy. Câu Phật ngôn 119 cho chúng ta ý nghĩa. Người làm ác cũng gặp được điều lành khi nào việc ác chưa được chín mùi. Cho đến khi việc ác được chín mùi, khi ấy người làm ác gặp những điều xấu xa. Người làm ác cũng thấy được điều lành khi việc ác chưa được chín mùi. Cho đến khi việc ác được chín mùi, khi ấy người ác thấy những điều xấu xa. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đọc phổ thơ Lục Bát thế này. Người kia làm ác nghĩ rằng việc ác được tốt, được hằng an vui. Đến khi quả dữ chín mùi của quả hại, rồi đời kẻ ngu. Người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui. Đến khi quả dữ chín mùi của đau quả hại, rồi đời kẻ ngu. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu quy thể thơ Ngũ Ngôn. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 119 và 120 cùng một duyên sự. Vậy thì chúng ta hãy chia sẻ câu Phật ngôn 119. Trước khi chia sẻ câu Phật ngôn 119, trong đạo tràng chúng tôi có thắc mắc nickname của hai vị này. Một là nickname của Hoa Hướng Dương. Có một thời gian sinh hoạt trên mạng này rất là lâu. Hoa Hướng Dương là một vị sư, một vị đại đức mà chắc bây giờ cũng lên thượng tọa rồi ha. Có phải là thượng tọa Hoa Hướng Dương thời gian trước có sinh hoạt trên room này? Nếu phải như vậy thì xin hiểu ha.
để chúng tôi trong cái vấn đề tôn kính ngoại giao nó được đúng mắt hơn. Alo, nickname Hoa Hướng Dương, có phải là Thượng Tọa Hoa Hướng Dương không? Xin cho tín hiệu ạ. Nickname thứ hai là Thích Chân Tịnh. Nickname này có phải là một vị thầy và đang sống ở Long Khánh phải không ạ? Nếu phải thì xin quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết tín hiệu để rồi chúng tôi có một cái sự tôn kính trong cái sự giao thiệp. Alo, hai vị này. Im lặng. Không có tín hiệu ha. Thì bây giờ chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn này. Ba Bồ Bi Ba Sa Ti Phát Trần, Mô Phật. Như vậy là vị này là một vị thầy. Và về đối Nam Tông thì quý vị biết rằng không có vị nào thích gì hết á. Tu là tu chứ không có thích. Mà nếu mà thích thì còn sự tham muốn thì làm sao mà tu. Cho nên đối Nam Tông không có chỉ thích. Thầy quan hỷ ha. Rồi. Nhưng mà cái thích của thầy là đến với đạo tràng học hỏi thế này, chúng tôi cũng cảm thấy hoan hỷ rồi ha. Rồi, sa thú, sa thú. Sẽ thỉnh thầy coi như hoan hỷ lên chia sẻ để cùng học hỏi với nhau. Vậy thì câu Phật ngôn 119, người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Vậy thì chúng ta nghĩ sao? Trong những lần mà chúng ta học những câu Phật ngôn thì có một cái câu chuyện hai người bạn chơi với nhau, mà hai người bạn này một bên là chánh, một bên là tà. Chánh có nghĩa là họ làm việc đúng, tà có nghĩa là họ làm việc không đúng. Hòa Hướng Dương, tên của sư nào xin cho biết tên? Đã năn nỉ hồi nãy rồi, vị này im lặng mà còn muốn cho biết tên nữa làm chi? Thôi, bây giờ nghe nè. Người làm việc đúng gọi là chánh, người làm việc sai gọi là tà. Vậy thì hai người này chơi nhau trên một quan điểm như thế nào? Đó là họ cùng đi chùa để nghe pháp. Nhưng mà đi chùa nghe pháp á, thì cái tâm trạng cũng khác nhau. Người đi chùa nghe pháp để cải chánh tri kiến, để thực hành theo những lời dạy của Đức Phật và trở thành một con người tốt đẹp, toàn thiện, hướng được cái lợi ích của nhân sản, của thiên sản và của thánh sản. Nếu mà người mà biết được lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai, lợi ích cao quý nhất, thì đó là một bậc thiện tri thức. Thì có một trong hai người đó, một người là thiện trí thức. Mà thiện trí thức thì người ta sống với mồ hôi, nước mắt, với chánh mạng, với chánh nghiệp. Cho nên cái đời sống của họ cảm thấy hơi vất vả. Nhưng mà khổ về thể xác không quan trọng. Họ rất là giàu về tinh thần, về đạo đức. Trong hai người bạn thì một người bạn đã đạt được thánh sản tu đà huệ, cùng rủ nhau đi nghe pháp. Còn người bạn thứ kia, người thứ hai kia làm cái gì? Người bạn thứ hai là một người xin lỗi, với một bàn tay nhăm nhúa đi vào đạo Phật, bước chân vào chùa, nhưng mà lại tu theo cái đạo chích. Mà đạo chích thì nó cũng hơi thích hợp với Phật giáo một chút. Tức là trên cái tinh thần giác ngộ, thấy cái gì ngộ ngộ là giác liền. Với bàn tay nhám nhua thì anh này, anh thấy người ta chăm chú nghe pháp thì anh lại hoạt động tích cực. Để rồi cái túi của anh ta đầy tiền.
À, tức là đi đi móc, đi hốt, thấy cái gì để kín thì trình, mà để hở thì rinh. Anh ta hành nghề này. Và anh ta gặp người bạn, nên nói sao anh đi chùa, anh ngu quá vậy. Đi chùa là một cái dịp mà để chúng ta làm giàu, mà tại sao anh vô chùa mà cái đời sống nó càng nghèo vậy, càng ngày càng nghèo. Anh có thấy không? Tôi thấy thế. Ăn sung mặc sướng nhờ đi chùa nè, nhờ đi nghe pháp nè. Vậy thì xin hỏi quý vị một câu, người ta nói coi như ở ác thì sống lâu, ở ác thì đại vinh thân phì gia, ở ác thì coi như hạnh phúc an vui trong cuộc sống, thì cái câu nói đó đúng hay là sai? Quý vị nghĩ sao? Người ở ác sống lâu hoặc là người ở ác được sung sướng trong cuộc sống? Tào lao hả? Tào lao, lên giải thích cái sự tào lao đó. Tại sao người ta đi tu mà lại than khổ? Càng tu mà người ta càng than khổ quá trời ơi. Mà những người không tu lại sống phè phỡn sung sướng. Tức là họ làm những cái điều bất thiện đó, nhưng mà họ sống sung sướng. Còn những người tu mình thấy miên mật, tu tích cực, tu coi như chiếc bản khổ như thường, thì đây là một cái trường hợp. Với câu hỏi thì quý vị nghĩ sao? Rồi, từ từ ý kiến từng người. Tại sao tu mà khổ quá? Tại sao người ta làm ác mà sung sướng thế? Rồi, bây giờ mời từng người một nè, nói lên cái quan niệm của mình qua câu Phật ngôn này. Trước tiên, ai nói tào lao ngồi cho xin nước nghe người khác nói. Rồi, xin mời Sĩ Hồng Mai. Alo, hôm nay là ngày sinh hoạt mà Sĩ Hồng Mai xin thọ trì quy giới và có trách nhiệm đối với cái room này. Rồi, Sĩ Hồng Mai nghĩ sao? Tại sao người Tây tu mà sắp cực khổ quá? Còn người không tu làm việc ác mà họ sung sướng. Đó là một cái câu mà chúng ta thấy trước mắt. Sĩ Hồng Mai nghĩ sao? Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, kính lễ quý sư và quý cô tu nữ. Kính chào và quý học trong lớp. Dạ, thưa sư, câu pháp cú số 119. Ba bồ bí bát sát tí phát tăng già quá bà bằng nắp bát chết tí gia đà chết bát chết tí bà bằng áp tháp bà bồ bà ní bát sát tí. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa sư, theo con nghĩ thì người ác họ làm ác nhưng mà họ hưởng được cái sự sung sướng, sự giàu sang, bởi vì cái quả ác nó chưa, nó chín mùi, nó chưa có trổ, mà cũng chưa chắc là người ta sống như vậy người ta có được sung sướng hay không, bởi vì mình không phải trong trường hợp này, nên là cũng không biết được liệu họ có thấy là những cái việc làm ác của họ là như vậy là đúng hay không, và những cái kết quả của việc ác của họ thì đưa đến cái việc gì, là họ có khi nào suy nghĩ đến việc đó hay không, hoặc là có thể là khi bây giờ là họ còn trẻ, hoặc là họ đang trên cái đà mà coi như là đạt được những điều họ muốn, mặc dù đó là cái việc bất thiện, nhưng mà họ nghĩ là cái việc này không có sao và họ thu được những cái thành quả mà họ mong muốn. Nhưng mà khi mà về già và khi trời cận đến cái chết thì họ sẽ hiểu được cái hậu quả của họ khi làm những cái việc ác đó, nó sẽ cho quả như thế nào, và có khi nào mà họ có thể nào mà an tâm hoặc là thanh thản khi ra đi khi quá nhiều việc bất thiện họ đã làm hay không. Còn những người đi tu thì con thấy là đúng như sư nói, là con thấy những cái vị chân tu á, tu chân chất và tu đúng theo nghĩa là tu á, thì gặp rất là nhiều duyên.
rất là nhiều việc không được thuận duyên đem đến cho những vị ấy. Và cũng con cũng thường nghĩ có lẽ là cái vị này, tại vì như là mà con được quý sư đã dạy là không có gì mà vô duyên mà tự nhiên có, mà dĩ nhiên là phải có duyên có cớ thì nó mới xuất hiện, thì nó mới người ta mới gặp, vì tất cả mọi việc xảy ra xung quanh mọi người đều là pháp. Thì phải chăng là những cái việc mà bất như ý, những cái việc mà chướng duyên đem đến cho những vị ấy, phải chăng đó là những cái quả bất thiện mà những vị ấy đã làm trong kiếp quá khứ, và khi mà gặp được môi trường tốt thì nó phát sinh ra để mà thử xem cái tâm của các vị ấy có vững vàng hay không, có vượt qua được những cái trở ngại, những cái thử thách, để xem cái việc tu tập các vị ấy đến đâu. Những cái bất như ý, những cái mà việc mà không như ý muốn của mình xảy ra, đều là những bài học của mình. Nếu mà mình không nhận ra thì mình sẽ chìm đắm trong cái sự đau khổ, trong cái việc mà phiền não. Nhưng mình nếu mà nhận ra những việc ấy và rút ra được cái bài học cho mình thì con nghĩ rằng nó chắc không đến nỗi nào. Thì những cái vị mà tu chân chính khi gặp những cái chứng duyên đó thì con nghĩ là các vị sẽ rút ra được kinh nghiệm, và từ đó cái hạnh tu của các vị ấy sẽ được nhân lên, sẽ được phát triển và tăng trưởng thêm. Dạ, thì con chỉ có cái sự suy nghĩ như vậy. Và cũng như con thì cũng cố gắng làm những cái việc thiện và tránh làm những việc bất thiện. Thì con nghĩ khi làm việc thiện thì cái tâm trí mình nó thanh thản lắm, nhưng mà khi làm việc bất thiện thì nó sẽ khiến cho mình cứ suy nghĩ và băn khoăn. Và khi mà nghĩ đến cái chết mà mình làm quá nhiều việc bất thiện thì nó không được an ổn, và những cái trạng thái mà hối á, thì nó sẽ không tốt cho cái việc xâm trở lại của mình. Thì như thế thì nó không có giúp ích gì được cho mình hết. Và biết đâu khi những cái quả bất thiện chín mùi thì nó sẽ đưa cho ta những cái quả nó không có được tốt đẹp, thì như vậy thì không có hay lắm khi làm những việc ác, mà ta nên chuyên tâm làm những việc thiện thì để cho cái tâm trí ta thanh thản. Và thưa sư, con chỉ có ý kiến như vậy. Dạ, xin mời quý vị đạo hữu như ý kiến của mình ra để cho đạo tràng thêm phần hưng phấn và có phần sinh động thêm ạ. Dạ, xin mời. Dạ, con xin xuống đấy. Sa thủ sẽ không mai. Đây là một sự phân tích so sánh. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, câu Phật ngôn này áp dụng trong hiện tại, những cái gì chúng ta thấy trước mắt để nó thực tế hơn. Tại sao người đó họ ác quá trời quá đất mà sao họ sống sung sướng? Đó là điều mà chúng ta phải phân tích theo câu Phật ngôn này. Tức là những cái gì trong thực tế để chúng ta áp dụng vào câu Phật ngôn này, chứ không phải nói là câu Phật ngôn này nó gồm cấp cô độc, mà ông ta là một vị thánh tu đạt quần, ông ta sống hồi 25 thế kỷ trước, bây giờ mình so sánh với ông cấp cô độc đâu được. Câu này xuất hiện ở đây thì chúng ta phải áp dụng trong thực tế cuộc sống của chúng ta. Tại sao người ta tu hành cực khổ vô trong chùa, coi như thọ bất quan trai, thời kỳ Đức Phật á, vô chùa thọ bất quan trai, coi như là cái suốt đêm giới hạnh trang nghiêm, buổi sáng sớm ra rửa mặt, rồi cái bị giết chết. Thì cái chết đó của một người mà họ tích cực tu tập, cái chết đó có xứng đáng hay không? Thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, cái gì
trong cuộc sống của chúng ta, cái gì chúng ta thấy trước mắt thì chúng ta đem áp dụng vào câu Phật ngôn này để rồi chúng ta rút ra một bài học nó thích nghi hơn. Thì Thích Ca Hồng Mai cũng tuyệt vời, nhưng mà trên cái vấn đề phân tích nhiều quá, hãy đem ra những cái ví dụ thực tế giống như cô tu nữ Tự Duyên ha. Trong sự tu tập của chúng ta biết là 3-4 giờ sáng mà thức dậy mà kể ea như thế này thì những người khác họ ngủ xung quanh đó họ nói chắc cái bà này bà điên quá thế tại sao mà một mình ở trong phòng một cái nghĩa là đèn lu lu mờ mờ rồi cái đọc kinh thì không nói làm gì như qua giọng kệ nghe tấn lạnh thiệt á, nghe khuya mà nghe lên giọng xuống giọng nó tự nhiên lạnh xương sống. Thì quý vị nghĩ sao? Mình tạo thiện pháp mình lo tu học, nhưng mà người ở gần họ không hiểu mình thì cái đó quý vị nghĩ sao? Rồi bây giờ xin mời cô tu nữ Tự Duyên này, giọng kệ cô tu nữ Tự Duyên tuyệt vời nha. Dạ, sa thú lần hai. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Ngài và kính lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, kính lễ theo như lời của Ngài nói là Hoa Hướng Dương có thể là một thượng tọa. Dạ, con kính lễ thượng tọa và Thầy chân tính, chân tình gì á, vì không có dấu cho nên là con cũng kính lễ Thầy. Và kính chào tất cả đạo tràng. Dạ, theo như câu Pháp Cú Kinh số 119 này á, thì riêng con học và con hiểu và con xin chia sẻ theo cái sự hiểu biết hiện tại của con. Thì câu chạy đông qua rồi, để con kéo xuống, tập kéo. Dạ, để con đọc tiếng Việt coi. Người ác ý là hiền, khi ác nghiệp chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Dạ, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì theo con nghĩ, cái người ác ấy là hiền á, hiện theo hiện tại, thì cái người này á, con ví dụ một cái người này thay vì họ ở miền Bắc, họ thường cướp của, họ giết người, họ rất là có nhiều tài sản. Nhưng họ đi vào miền Nam, họ giả dạng giống như là người hiền và họ có rất là nhiều tài sản và họ ăn xài. Vì từ ở miền Bắc mà vào miền Nam rất là có rất nhiều. Ở đây là con nói ví dụ một cái thực tế, và chẳng hạn như người miền Nam đi ra miền Trung, họ lẩn trốn, họ cướp, họ lấy những cái tài có rất là nhiều, thì họ đi đến nơi khác, họ sống rất là an nhàn một thời gian, có khi 5, 10 năm, 20 năm họ chưa có chính quyền hay là những người mà truy tầm họ, họ chưa có bị phát hiện, thì họ sẽ ăn xài sung sướng những cái tài sản đó. Những cái tài sản đó là những cái tài sản họ phi pháp, cho nên họ ăn xài họ rất là phung phí. Nhưng đến một nơi khác thì họ sống rất là hiền và có biết họ là một người cướp của giết người, nhưng mà khi đến một nơi khác thì họ sẽ sống an nhàn. Có nghĩa là cái câu đó là người ác mà thấy là hiền, khi ác nghiệp chưa chín mùi. Nhưng mà khi ác nghiệp đã chín mùi rồi thì họ sống an nhàn trong 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thì họ có thể, người những người mà người ta truy tìm chắc chắn khi nghiệp đã chín thì họ sẽ bị bắt. Thì bị bắt thì họ sẽ đến một cái cực hình, đến là tử hình chẳng hạn. Thì đó là nói
người thế gian, người hiện tại. Còn nói vế thứ hai, tại sao cái người tu mà hiền lành như vậy mà họ lúc nào họ cũng cái nghiệp cứ đến với họ, cứ đến hết chuyện này tới chuyện kia là bình thường. Có nghĩa là trong cái quá khứ của cái người này, cái người tu này, thì họ đã tạo ác nghiệp nhiều quá, cho nên đến hiện tại thấy hiền, nhưng mà khi quả, nghiệp và quả, thì chắc chắn là mình phải đối diện với nó. Có nghĩa là khi mà nghiệp trổ đến, thì cái người tu phải nhận lãnh, phải biết là cái nghiệp của mình, quá khứ của mình, nó mình không biết được. Nhưng mà bây giờ mình đã biết tu, mình đã biết tu học, rồi mình phải biết là như thế nào là nghiệp và quả của nghiệp, như thế nào cộng nghiệp, như thế nào là biệt nghiệp, như thế nào, thì mình phải khi đến với mình thì mình phải biết suy nghĩ ở tại sao mình phải khổ thế này, tại sao tôi tu như thế này mà lại gặp những cái chứng kiến có những người tu phải nói rất là khổ. Không phải là khổ vì đủ thứ chuyện nó đưa đến, chuyện nó đưa đến cho cái người tu. Chẳng hạn như là tự nhiên biết có một vị thầy ở bên Bắc Tông mà ở đây là tự nhiên thấy thực tế luôn. Khi cái người này á, người vị này là tu rất giỏi, khi học đến đại học, ra đại học thì cái vị này mới xin người cha mẹ và cho một số tiền để mà cắt chùa. Nhưng mà cha mẹ thì cứ nghĩ là cái người con này xin tiền để mà đi ra lập nghiệp, để mà làm ăn với mở công ty hay cái gì đó. Nhưng mà cái vị này lại xin rồi xong rồi cắt một cái chùa rất là to hiện tại ở tại Vĩnh Lộc này. Nhưng mà khi mà cái nghiệp của vị này đến á, thì cái vị này cũng gọi là khéo tác ý. Khi vị này tu, tự nhiên nhớ tu cũng được lúc đó khoảng chừng năm hạ, nhưng mà gia đình thì rất giàu và tiền của hai anh em khác nhau hẳn. Vì một người anh á lên tiền để cắt chùa đi tu, còn người em á thì phá sản. Có nghĩa người em á là đi buôn bán bất động sản và tiêu tan lần lần, nhưng mà không hết tiền của người cha với người mẹ. Người mẹ rất là giàu. Rồi khi đó có một cô gái đến và cứ theo miết cái vị thầy này, theo và đòi vài bữa là theo xin tiền, vài bữa cổ theo cổ làm rối rất là nhiều. Nhưng cái vị thầy này cũng từ từ giải quyết, và đến một lúc nào đó thì cái vị này mới nói là: tôi nói cô không nghe tôi á, tiền tôi cũng cho cô xin bao nhiêu tôi cho cô bao nhiêu, mà nếu mà không cô không rời khỏi cái chỗ này á, thì vài bữa công an sẽ cầm cô, thì cô đừng có trách tôi báo cho cô biết trước. Thì cái cô này cũng không chịu buông tha và cứ đến hàng ngày mà làm rắc rối, và cứ duy trì là cứ đến xin tiền rồi đủ kiểu. Thì một ngày đó thì cái vị thầy này mới nói với người cha mẹ và bà cô của thầy, thì mới báo công an bắt liền. Tại vì cái vị thầy này rất là vị này biết nghiệp và quả của nghiệp của thầy, cho nên là thầy cho tiền xin bao nhiêu cũng cho hết, tại vì tài sản rất nhiều, tài sản của gia đình của thầy rất là hiện tại đang Vĩnh Lộc rất
là nhiều. Dạ, thì qua cái câu Phật ngôn này thì Tuệ Duyên xin chia sẻ về hai khía cạnh, một là người đời, hai là người đạo. Dạ, nếu con có chia sẻ điều chi sai sót, xin Ngài bổ túc thêm. Dạ, bây giờ con kính thỉnh Ngài trở lại để không biết Ngài có trước máy không ạ? Dạ, nếu Ngài không có trước máy thì con kính thỉnh Đại Đức Tự Đức, Đại Đức Tự Đức suy nghĩ về câu Phật ngôn Pháp Cú Kinh 119 này, thì Đại Đức có thể chia sẻ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, không thấy tín hiệu. Dạ, bây giờ có thấy tín hiệu của chị Kim thôi. Bây giờ chị Kim có thể lên chia sẻ câu Phật ngôn này. Tự nhiên xin gửi mic lại cho đạo tràng. Chị Kim hay là... Dạ, đã thấy tín hiệu của chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Tể Đức, không biết còn tôi nữa. Thầy Thích Chân Tịnh, các sư Đức Lụng, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Xin cảm ơn sư cô Tể Duyên. Sư không có nói, mình không nói gì câu 119 này. Tại câu 119 này với câu 120 đó, nó cùng một tích sự là ông Anathapindika. Sư chưa có nói, sư kể một câu chuyện là sư nói là tại sao cái người làm ác mà được sung sướng vậy mà không bị gì, còn cái người làm thiện thì bị khổ sở. Sư chỉ nói vậy thôi, sư chỉ muốn mình chia sẻ và hỏi làm sao vậy đó. Trước hết thì cô Hồng Mai cũng có lên chia sẻ rồi. Con xin cảm ơn sư đã đưa câu chuyện này giữa việc làm ác mà lại sung sướng, giữa làm hiền mà thấy khổ, vào cái sự sống thực tế hiện tại này, chứ không phải nói về cái tích sự của ông gì, ông đó gọi là gì, cấp cô độc, tiếng Việt Nam dịch ra cấp cô độc. Ok, thì tiếng Pali gọi Anathapindika. Thì tôi muốn nói đó chứ, mà nhưng mà cô cũng lên chia sẻ thì cũng đại khái cũng nghe cũng được rồi, cũng tốt rồi. Thì cảm ơn sư với lại cô Hồng Mai với cô tu nữ Tệ Duyên chia sẻ. Thì cô Hồng Mai thì phân tích dài đó, còn cô thì cho những sự việc thì cô cũng nêu ra cái nhân quả cũng đúng rồi. Đó là việc đó, tại vì nhân quả đó rất là phức tạp. Nó có 4 loại chính nhân quả, nghiệp báo của nó rất là phức tạp, không ai biết được khi nào nó chỗ, khi nào ấy. Thì theo tôi hiểu biết đó, thì những người mà làm ác mà họ không có bị trả quả báo, họ vẫn sống thảnh thơ phủ phê gì đó, họ cướp bóc, họ ăn gian ăn lận, họ vẫn sống đời sống sung tướng đó, sung túc. Thì theo Phật pháp, theo Phật pháp giải thích theo nhân quả, thì nhiều kiếp trước họ đã cúng dường, họ đã làm phước, cái phước của họ rất cái lớn, rất lớn, rất lớn. Thành ra cái nghiệp mà họ làm bây giờ đó chưa có đủ, cái nghiệp nó chưa có đủ mạnh để mà nó lấn áp cái quả thiện rất lớn mà họ làm nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ không biết lúc nào. Nhưng lúc này nó trổ ra thì chưa có áp đảo được cái quả, cái nhân thiện rất lớn đã làm trong quá khứ. Thành ra có nhiều người không biết, tôi không tin Phật gì trơn á, sao người ta nói làm ác thì gặp ác. Ủa sao sư không nghe được vậy, quý vị có nghe tôi nói không quý vị? Sư nói số 2 kìa, không nghe gì hết trơn nhá. Quý vị có nghe tôi rõ không? Ủa cũng không nghe rõ nữa hả? Ôi mà trời ơi sao kỳ vậy ta. Ủa Hồng Mai ra rõ. Ồ, không nghe được kìa hả? Ok, để tôi ra tôi vô lại nha. Âm thanh rõ và liên tục. Vậy quý vị đi ra đi, đi vô lại đi. Hồng Mai nghe rõ, còn ai nghe tôi rõ không? Chỉ có Skyphone mà không nghe được gì cả. Cô Tị Duyên và sư không nghe được. Máy của sư là máy dít quăng nha. Giờ ok. Đó, Giang Nhật Hà, Quang Thanh đều nghe rõ ràng hết. Ok, bây giờ quý vị cho tín hiệu lại đi. Có nghe rõ không? Cho tín hiệu lại đi. Ngọn thôi, đi xuống đó.
Quý vị có nghe tôi rõ không? Cho tín hiệu thêm một lần nữa đi. Tại có người nghe, có người không nghe là tại sao vậy? Có sư không nghe nè, cô Tị Diễm không nghe nè, Cai Phong gì đó là không nghe nè. Rồi làm gì đây nghe nè, một người tín, Hồng Mai tín hiệu rất rõ. Rồi ai nữa? Có hai người thôi hả? Còn mấy người kia có nghe rõ không? Đó, Giang Nhất Hạ này nghe nè, ba người giấy bình thường rồi. Như vậy sư phải đi ra để đi vô. Rồi cô Tị Diễm cũng vậy. Mà máy ghê quá. Ok, bây giờ nó tiếp tục có tới đâu ta? Ok. Vấn đề nhân quả, nghiệp báo rất là phức tạp. Chỉ có các bậc chánh đẳng chánh giác ngài mới có những cái trí tuệ đó mà nhìn được thôi. Còn các vị A-la-hán, như tứ tuệ phân tích đó, những vị A-la-hán mà như ngài Sariputta, cũng như Mahamukha là Xá Lợi Phất và Mục Kiền cũng giỏi nhưng mà không bằng Đức Phật. Có nhiều cái các ngài đã nhìn chưa ra tới. Nghe rõ rồi nè. Con cảm ơn sư nha. Mấy sư và sư Phong phải thoát ra vô đó. Đúng rồi, đúng rồi, nó không may đó. Sa thú, sa thú. Thì cái nhân quả nghiệp báo rất là phức tạp, không thể mà nói được. Nó không có cộng trừ nhân chia gì hết. Có nhiều người nói à, bữa nay tôi làm 5 việc thiện, rồi tôi làm 3 việc ác, vậy tôi có được 2 việc thiện. Không dám đâu. Cái việc thiện ác nó tùy theo cái sự việc của mình làm, coi đụng chạm tới đâu thôi, chứ không phải đâu. Bởi vậy nhưng mà cái người mà ác, người ta ngã mạng, người ta cứ nghĩ rằng họ làm những điều giống vậy đó là họ được giàu có, họ được vinh quang đó, họ cứ ngã mạng nghĩ gì ở trên này không có nhân quả, không gì đâu, họ tiếp tục họ làm ác. Đến một ngày đó cái quả nó trổ đi, quý vị thấy là biết. Tôi thấy những cho thí dụ đi, họ hiện nay cái ông Phạm Văn Đồng với ông Văn Lê Đức Anh đây, những cái ông đó đã làm rất hại cho dân chúng Việt Nam, cả hai miền Nam và Bắc luôn, họ không có trí tuệ. Nhưng khi cuối ngày ông chết đó, ông cũng thọ lắm, trên 80 tuổi tôi nghĩ rằng đó, nhưng ông bị ung thư mà chết không được. Rất cái người bị ung thư là rất đau khổ, nhưng mà chết không được mà sống cũng xong, mà ăn uống cũng không ngon lành đâu. Thì cái việc nhân quả rất là phức tạp. Khi nó chỗ, nó khi nào nó chỗ, giải chỗ khi nào không ai biết được hết. Thành ra những người không có tu tập, không có học hành giáo lý của Đức Phật, không biết nhân quả, không biết nghiệp báo, cứ cà tưng nhớ nói chuyện, thấy mình là ngon lạnh nay, là quyền thế, rồi tiền bạc, cứ nói giống vậy. Khi mà nghiệp nó chỗ rồi, thì tài sản cũng bị mất hết, già cả rồi, ăn uống đâu được bao nhiêu, con cái tiêu tán hết rồi bị tịch thu. Chuyện đó tôi thấy trên thải hội này rất bình thường, rồi vô tù đủ thứ hết. Đó là chuyện bình thường, như chuyện thường ngày ở huyện xảy ra thôi. Khi nào họ lúc đó, cái tướng cướp gì đó, năm cam cũng vậy, tớ hồi xuống là xuống thôi. Do dù tướng cướp hay gì, tớ hồi hết nghiệp, hết cái quả báo tốt rồi thì phải vô thôi. Cướp bóc gì cũng phải tiêu thôi. Dù đảng cỡ nào, tham gia cỡ nào, gì đó tùm lum hết. Hết cái nghiệp, cái quả nghiệp thiện nó trổ ra, mà không biết làm điều thiện cứ tiếp tục làm điều ác, thì một ngày cái ác của hiện tại nó quá lớn, nó là đánh bại luôn những cái quả báo tốt của mình trong ngày, thì chết ngắt thôi, là đụng đúng thôi, chứ không có nói vậy. Ngày xưa tôi cũng nghe ba má tôi cũng như anh em bà con tôi cũng như là người nói, trời ơi, nó làm ác giống vậy mà sao nó sống lâu quá vậy? Chứ trên đời này không có trời Phật gì trơn, họ cứ kêu trời, mà đâu có trời Phật gì đâu. Cái nhân quả đó đâu phải do Đức Phật đặt ra đâu, mà Ngài tìm thấy nó có sẵn trong cái vũ trụ, trong thế gian này rồi. Đã có rồi, chứ là trồng cây cam phải được ăn trái cam, nhưng mà trồng cây cam mà phải tưới nước, rồi có đủ ánh nắng, phân bón thì trái cam nó mập, nó ốm, tùy theo cái đó nữa. Còn trồng ở đó rồi không có tưới nước, bữa này quên bữa kia thì nó èo ụt thôi. Nó nhân quả nghiệp báo rất là phức tạp, không có thể cộng trừ nhân chia, hay nó đúng giờ đúng giới, nó đủ nhân đủ duyên thì nó bùng nổ lên thôi. Quý vị ơi, quý vị không có học pháp, quý vị không có hiểu pháp, quý vị cứ làm ác đi, rồi tới hồi nghiệp nó chín rồi quý vị ngồi đó. Cũng có nhiều người họ rất là may mắn nha, họ làm ác vậy đó, ở cuối đời cái họ bị bệnh nặng chút cho họ chết rồi, tại vì cái nghiệp báo của họ, cái quả báo của họ, cái năng của họ làm việc thiện, việc làm họ tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng
nó quá lớn đi, họ hưởng tới đó, rồi họ sẽ trả cho những kiếp kế sau. Thì quý vị học trong 423 câu kinh pháp cú này, có những vị A-la-hán, trời ơi, tới cuối, tới cái ngày, suốt cả đời của vị A-la-hán, tôi quên tên rồi, không có được một bữa cơm ngon lành ăn, tới gần chết ngày Sa-la-phu-tá với lại xin để làm ăn được bữa cơm trọn vẹn cuối cùng rồi mới nhập A-la-hán quả thì chết. Có những vị A-la-hán mà cái cuộc đời, cuối đời của họ nghèo khổ, trời ơi, nghèo muốn chết luôn vậy đó, nghèo rất mồng tơ luôn vậy đó, không có ai. Có những người thì cái đời cuối họ, họ sanh như là cái gì đòn sóc đó, vị A-la-hán có 7 tuổi đòn sóc, ở trong bụng mẹ là bị đem ra thiêu rồi chăm, người ta thọt họ đâm cho đuôi con mắt luôn nữa mà không chết, rồi cũng sống, rồi tu, rồi nghe Đức Phật đi tu tập, trong đó thì đắc A-la-hán trong lúc 7 tuổi thôi, mà bị những nghiệp đó. Tại sao những vị đó tu hành nhiều mà cũng phải bị này bị kia vậy? Còn cái vị A-la-hán như ngài quên rồi, ở trong bụng mẹ tới 7 năm, 7 tháng, 7 ngày rồi đó mới chịu chui ra, ở trong đó tù túng trong đó vậy mà vậy đó, thì cũng có nghiệp thôi. Nhưng với lại khoa học không có giải thích được, cái thích nên bị tại thị này đó, không dám đâu. Ở trong đó 7 năm làm gì lâu như vậy, thường ta 9 tháng 10 ngày hay nhiều lắm 10 tháng 12 tháng, làm gì ở tới 7 năm vậy, thì cũng cái nghiệp thôi. À, thì con cũng chia sẻ vậy đó, mỗi nhọn bữa nay nói cũng nhiều đó, mà sư nói sao sư viết qua hướng dương là ông sư vậy sư, mà sao sư nói ông sư rất tên gì vậy sư, nhờ mà sư cho biết tên gì vậy sư, sư núp lùm mà tụi con không biết, tên đẹp quá trời luôn, qua hướng dương luôn. Qua hướng dương, cái hộp hướng dương ăn cũng ngon, hơi khô ăn cũng ngon đó. Gọi là cái gì? Qua hướng dương, gọi là sunflower. Thôi, con nói vậy đủ rồi đó. Con thấy nghiệp báo vậy đúng rồi. Tức có nhiều người, người ta nói những người mà làm biến, có những người làm biến không làm hết, mà họ cũng có tiền. Không có bà con cho, cũng thôi họ mua giấy số hộ chúng mà. Thì sao? Thì trong kinh tệ kia chú giải nói những người đó ăn cũng nguội thôi. Giống như ông già chồng của bà Visakha đó, thì ổng được, ổng ăn đồ ngon đi, thì lúc mấy vị sư kia ra nói, thì cô nói trong cái bà đó, bà nói là tại ổng ăn cơm nguội thôi, ổng không hiểu ăn cơm nguội, ổng tức quá, ổng nói ta ăn cơm đồ ngon cái gì, sao nói ăn cơm nguội, la bà, thì bà mới giải thích ra, là ổng được hưởng những cái phước trong quá khứ, vậy thôi. Và con nói vậy cũng đủ, đầy đủ rồi. Đối với Đức Phật, ngài giải thích rằng không có chuyện gì tự nhiên mà xảy ra, cũng không có chuyện gì mà hên xui gì trong đây hết, do nhân quả mà thôi. Nhân quả. Dạ con hỏi hết rồi đó, còn 17 phút nữa đó, nói nhiều quá không để cho người khác nói sẽ bị la, cầm cái máy lên, trời ơi cái mỏi nhọn nói quá trời quá đất này, nói cho ai nói hết. Vậy thôi con xin trả máy lại, trong khi con chia sẻ cái câu, cái đề tài mà sư Chí Đức đưa ra đó, nếu có gì lầm lỗi sai sót, con xin các sư giúp lùm, các cô tu nữ và quý vị trong Phật tử này cho biết chỉnh sửa và sửa sai. Con xin cảm ơn những trả máy lại, xin chúc quý các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng được một ngày yên vui. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, Nam Mô Phật. Con xin kính lễ các sư, các thầy và các cô tu nữ, cũng giống như tất cả các vị Phật tử. Con xin kính lễ sư phụ. Vì cái nít này con đi lâu hơn rồi. Con đi năm, tức là mười mấy năm rồi. Anh ra thôi lấy lại cái mic cũ, lên nghe mọi người chia sẻ, cũng giống như học kinh Bali chút. Công việc cũng hơi khá bận rộn, cho nên con chỉ để mic. Thì con xin chia sẻ một vài cái khía cạnh mà vừa rồi sư phụ đưa, cũng giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã nói. Thì trong cuộc sống chúng ta học với lời kinh Đức Phật
chúng ta làm sao áp dụng trên cái quá trình thực tại nó đang diễn ra, để ngày nơi đó chúng ta thấy được cái điều an vui, cũng giống như chúng ta thấy rõ những gì nó đang tiến triển trên cái nhân quả mà chính bản thân của mình cảm nhận. Vì cái vấn đề đạo Phật đưa vào cái khía cạnh thực tại hiện tiền, tức là thiết thực trong đời sống. Còn khi chúng ta đưa ra một cái vấn đề gì, chúng ta nhìn nó rời khỏi bản thân mình á, hay là cái môi trường mà mình đang sống á, thì nó sẽ sanh cái tâm bất ổn trong cái quá trình mình tu tập. Thì ở đây con chỉ nói riêng cái khía cạnh đời sống của con thôi. Cái nhất, có những khi con gặp cái điều khó khăn trong cuộc sống, không phải là con không biết, con biết rất rõ những cái gì xảy ra trong hiện tại, và con biết rằng đây là cái nhân mình đã làm trong quá khứ, và mình gặt cái quả ngay trong hiện tại. Vì cái quả chúng ta chưa từng suy nghĩ đến đó, mà chúng ta cứ đổ lỗi, cái người này làm cho tôi như vậy, người kia làm cho tôi như vậy, chúng ta cứ trách đủ mọi thứ, rồi chúng ta tạo nên đau khổ nữa. Thay vì người con Phật, chúng ta nhìn lại chính mình, tức là phản quan tử kỷ bổn phận sự, tức là cái việc mà nhìn lại chính mình, đó là chuyện của mình, là cái nhiệm vụ của mình. Thì khi chúng ta nhìn lại cái vấn đề đó rồi, chúng ta thấy rằng cái quả này không có sửa được. Khi cái quả này không sửa được thì chúng ta phải làm như thế nào? Tức là chúng ta phải chấp nhận nó, kham nhận nó. Rồi trong cái thời gian chúng ta trả cái quả đó, chúng ta tạo nên những cái nhân tốt. Chúng ta kiểm soát cái tâm của mình trong từng giây phút. Và chúng ta để ý những cái hành động của mình trong quá trình mình làm việc, cũng giống như những cái lời mình nói ra. Chính điều đó cho nên nó không có tạo nên một cái sự oán hờn hay là trách móc, mà chúng ta biết rõ và chúng ta nghĩ rằng cái gì nó đến chúng ta chấp nhận hết, và chúng ta khéo léo xử lý nó, thì chúng ta sẽ có niềm vui trong cuộc sống. Dù đó là những cái điều mà nó không như ý mình, tại vì cuộc sống này đâu có bao giờ mà nó như ý mình đâu. Tại vì các pháp nó trôi theo khía cạnh của nó, chứ nó không trôi theo cạnh của mình. Vậy chúng ta xử lý cái tâm này nó cũng hoạt động của nó, chứ nó không chưa từng hoạt động theo mình. Cho nên trong cái quá trình chúng ta tu tập là chúng ta quán sát về nó. Cái vấn đề thứ hai, đó là những cái vấn đề bất ổn đến. Có những cái trong cuộc sống của chân tịnh, nó có nhiều cái cũng thuận duyên. Nhưng mà mình thấy rằng cái thuận duyên này á, nó chẳng qua trong những cái kiếp quá khứ hay là trong những cái thời gian trước đây. Chúng ta nói kiếp quá khứ thì nó xa vời quá. Nhưng mà trong những cái thời gian trước, chúng ta làm những cái nhân lành, nó đủ những cái yếu tố, cho nên nó trổ được những cái quả lành hiện tại, nó đưa chúng ta đến gặp những cái thuận duyên. Thì khi mà thuận duyên đó, chúng ta phải quan sát rằng cái tâm kiêu mạn này nó có khởi lên hay không. Nếu tâm kiêu mạn này nó khởi lên để chúng ta thấy rõ những cái khía cạnh nó hiện ra, và qua cái lời nói, qua hành động và qua cái tư duy của mình, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ tâm kiêu mạn mình khởi lên, và nó diễn trình như thế nào chúng ta cố gắng quan sát. Thì ngay chỗ đó chúng ta cảm nhận được cái sự an lạc. Đó. Thì khi Đức Phật nói cái kinh Câu Pháp Cú này cũng vậy, tức là người ác thấy rằng vì cái nghiệp ác họ chưa chín mùi. Vì sao? Giống như những cái vị chư thiên cũng vậy, khi mà cái nhà họ được cái duyên lành, họ tạo những cái ác nghiệp trong quá khứ, nhưng mà sau đó rồi thì họ lại làm những cái điều phước lành, phước thiện. Cho nên khi họ làm chung, họ sanh vào cảnh giới chư thiên.
khi mà họ sanh vào cảnh giới chư thiên thì sao? Họ sẽ hưởng những cái điều an vui. Thì khi hết phước rồi thì họ quả xấu ác trổ ra, cho nên họ rơi xuống địa ngục. Thì trong cái đời sống nhân gian tại cũng vậy. Có những người trong quá khứ họ tạo những điều ác, nhưng mà bất chợt họ làm những việc lành. Thì khi mà họ gần chết, cái cận tử nghiệp nó đến với họ. Vì những việc lành nó nhiều quá, cho nên nó cận tử nghiệp, họ tái sanh vào những cái cảnh giới những cái cảnh giới thiện. Thì khi mà họ tái sanh vào những cái cảnh giới thiện thì chúng ta thấy rằng họ làm thân người, họ gặp những cái điều may mắn, họ thành tựu những cái sự tốt đẹp. Nhưng họ lại cống cao ngã mạn, giống như các vị Phật tử một số đang chia sẻ đã chia sẻ rồi đó. Nhưng mà đến khi cái phước của họ họ đã hưởng hết rồi, thì khi cái ác nghiệp nó trỗi dậy thì lúc bấy giờ họ lành những khổ đau. Vậy thì khi người ác thấy là hiền, thì khi cái quả hiền, cái quả lành của họ trong quá khứ họ đang chín mùi và họ đang tận hưởng, cho nên họ thấy đó là hiền. Khi ác nghiệp chín mùi, tức là những cái nghiệp hiền, cái nghiệp lành, những cái quả lành họ đã hưởng hết, cho nên lúc bấy giờ cái nhân ác nó đủ duyên, nó trỗi dậy, cho nên cái quả ác nó đến với họ. Thì khi quả ác đến với họ thì sao? Ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy là ác. Lúc bấy giờ họ đi rơi vào cái cảnh khổ đau, họ mới thấy là ác. Vậy thì khi mà chúng ta nghe Đức Phật nói về kinh câu pháp cú vấn đề như vậy, chúng ta tự quan sát môi trường, hoàn cảnh xung quanh, rồi chúng ta tự quan sát chính mình. Tất cả những người bên ngoài, những người đưa ra những quan niệm, cũng giống như những cái khía cạnh tư duy, việc làm, cũng giống như lời nói của họ, dù thiện hay bất thiện. Đó là một bài học thực tế để chúng ta quán chiếu lại chính mình. Nhờ chính cái bài học này mà chúng ta thấy rõ được những hành động mình sai hay là đúng, để nó quyết định cái tương lai của mình đưa vào cảnh giới nào. Thì khi chúng ta thấy rõ được cái quyết định tương lai của mình đưa vào cảnh giới nào, thì chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm những việc làm đúng pháp. Thì hôm nay con xin chia sẻ vài cái khía cạnh với đạo tràng. Bây giờ con xin nhường mic lại cho mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân tịnh chứ không phải là chân tính. Chân tính là ở trên chùa Hoằng Pháp, ở trên Hóc Môn. Còn chân tịnh là ở ngoài núi Gia Lào, Long Khánh, núi Gia Lào, Xuân Lộc. Rồi, xin chúc đạo tràng luôn luôn an vui, có nhiều niệm hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ thủ thượng tọa chân tịnh. Quý vị cũng hơi lạ với cái nick này ha. Vị này là trụ trì tu viện Thiên Long, một cái tu viện, một cái thiền viện mà rất là hữu tình, cạnh cái núi Gia Lào, núi Chứa Chan. Và vị này chúng tôi cũng đã thỉnh về để mà trong những cái pháp hội 29 tại Ngọc Đạt. Vị này từng tham gia trong những cái thời khóa hoặc là trong những cái khóa thiền. Vị này đã từng tu học tại Myanmar, cho nên kinh nghiệm tu tập của vị này rất là tốt. Và cũng đang gặp những cái khó khăn trong cái cuộc tu của mình. Thì quý vị cũng biết rằng tự lực cánh sinh, phải đứng trên đôi chân của chính mình với một cái mảnh đất hoang vắng mà bây giờ trở thành ra một cái thiền viện.
quý vị đến đó sẽ rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Đời sống vật chất thì hơi eo hẹp nhưng mà rất là giàu về đạo tình, giống sư Quán Không không, vị này có thể có khả năng hơn sư Quán Không. Sư Quán Không mà thành lập ra một cái tịnh thất, còn vị này thành lập ra một cái tu viện, một cái thiền viện có tên là Thiên Long. Nếu có cơ hội thì quý vị cứ trực tiếp để mà liên lạc với vị này. Vị này cũng có nhiều pháp môn tu tập rất là tốt. Rồi, trở lại vấn đề câu Phật ngôn này, qua sự chia sẻ của cô tu nữ Tuệ Duyên ha, nói lên cái vấn đề cúng thực tế trong cuộc sống. Rồi, xích kim ha, đoạn đầu, đoạn cuối thấy hơi tào lao ha. Nhưng mà cái đoạn giữa nói lên cái nội dung, tức là cái gì ăn, ăn cái gì cúng thì cúng. Khi mà vô cái nội dung thì đó là pháp, đó là cái chiều sâu. Nhưng mà khi mà vô đầu rồi cái đoạn cuối thì thấy không thích hợp. Ở đây người ác thấy là hiền, khi ác khi chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Nói lên cái vấn đề gì? Sự thăng trầm của cuộc sống, tam pháp của thế gian, nó đến và nó đi. Con người của chúng ta cũng bị chi phối giữa thiện và ác. Thì bây giờ cái thiện nó đến, cái động từ passati này, chúng ta hãy nhìn vào nó. Cái ác nó đến, chúng ta hãy nhìn vào nó. Nhìn để làm gì? Để thấy rằng ác đó là ác dữ hay là ác vừa vừa hay là ác trung bình. Có nghĩa là cái sân đó là sân trước hay là sân sau, hoặc là sân thượng hay là sân bài. Chúng ta phải nhìn vào cái sân đó để cái mức độ của cái sân đó như thế nào, và tâm của mình có bị chi phối hay không. Nên cái từ vipassana tức là thấy một cách tường tận, thấy mà thấy được cái thực tính của nó, chứ không thấy một cách sơ sài. Động từ passati, và ở trong Ân Đức Pháp bảo ehipassiko, hãy quay lại với chính mình để thấy ác thiện như thế nào. Và chúng ta chỉ thấy thôi, chứ không phải là chúng ta tu để mong muốn những điều thiện. Thiện nó đến chúng ta cũng nhìn, ác nó đến chúng ta cũng nhìn. Nhìn để làm gì? Để chúng ta thấy được một cách chân chánh. Mà thấy được một cách chân chánh đó là chánh kiến, thấy được danh sắc. Thì với câu Phật ngôn này, chúng ta thấy nhan nhãn trước mắt của chúng ta, những cái thiện, những cái ác. Người ta làm ác vẫn sung sướng, người ta làm thiện ta đau khổ. Thì cái thấy của chúng ta là thấy cái nhân, thấy cái quả,